Bạn cần học kỹ năng lái xe mô tô, nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng xe, các dịch vụ về giáp, review đánh giá sản phẩm, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ từ tay đua chuyên nghiệp nhé. Xe của sếp Tùng, Yamaha NVX155 đời 2018. Xe này bị một tí động cơ ha. Chắc là điện đóm hoặc là cơ khí, về kiểm tra mình nghĩ là bị điện. Mong là không bị cơ khí nha. Rồi yên hư nè. Chạy quá vậy chạy. Chạy thì chạy do gửi xe thôi, chứ nhìn chung xe còn liền lạc. Bao tay chạy cứng ngắc luôn. Mấy cái chi tiết bằng cao su trên xe một thời gian nó sẽ bị lưu hóa, nó cứng lại ha. Chù, lốp mòn lẳng luôn. Lốp này chắc sắp hóa thạch rồi. Nứt luôn, trời ghê vậy. Nhìn cái đét lốp nè. Trời ơi, 2018 trời. Hay lốp ở đây. Lốp kiểu này sao mà phát ABS. Ố thay rồi. Dạng nhựa nhám, phơi nắng, rít nó trắng bóc lên luôn. Trời ơi, nó cứng thấy sợ. Oppo còn nguyên ha. Dạ sao còn nguyên, chắc chắn. Xi nhan chưa rụng nè. Xi nhan rồi cũng mấy thằng Yamaha nhẹ xe tơ này kia nó cứ xìu à. Con này hên ha. Rồi gác chân cũng chắc chắn luôn. Xe này có làm rồi. Cái ống hơi nó bị lấy rớt ra ngoài rồi. Ống này văng ra ngoài luôn. Cốt thắng sau còn nhẹ ha. Áp lực dầu thắng trước còn ok nè. Tả dữ tả thì trời. Xe mới xếp ngân hàng nè trời. Thiệt. Mệt mới xếp dễ sợ. Chạy nát bét luôn á. Rồi kiểm tra động cơ sao? Mà đường không có nổ máy được thì nhà nổ máy. Mất logo. Mất logo rồi nha. Dàn nhựa đen nè. Học cốp nè. Rồi cũng thiếu luôn á. Nhìn chung là xe này cũng còn zin. Xe đi à, không làm hết á. Dưới thằng kia bao tay thay được rồi, cũ quắc rồi. Cùm nó không còn cái gì hết. Móc hết mấy cái nút, chắc đậu xe ngoài đường nữa quá. Đậu ngoài trời riết rồi sao mà chịu nổi nhỏ. Logo còn nè. Mấy cái logo này mà đậu cho mấy cái bãi xe đông đông này mà rụng hết trơn không còn cái nào luôn á. Rồi biển 81 Chư Xê Gia Lai, Đại Gia Gia Lai. Cái bộ nhông láp còn em ru nè. Trời, cái phục nó xét cỡ này trời ơi. Đất đỏ. Lấy trời. Két nước còn ngon, ok, két nước còn ngon. Rồi, lụm. Này chóc nha. Xe xếp ông. Xe xếp ông. Ủa xe mất xi nhan Thanh Tùng. Nè có xi nhan nè. Không cháy nè. Ờ có xi nhan dưới đó. Ok. Ủa hồn tưởng đờ mi. Đờ mi cái xi nhan. Đằng sau có. Rồi có. Đúng rồi. Có. Ok. Cái dàn đầu của xe này á là đang bị quơ nè. Quơ kiếp lắm. Đó, thấy không? Nó quơ. Sát luôn á. Tức là có một cái dao động nhẹ, tác động bi đông thôi mà xe nó quơ. Đó, đi tốc độ rất là thấp ha, có hai mấy ba mấy số giờ thôi đó. Thì sẽ phải kiểm tra lại nguyên một dàn đầu luôn. Cái dàn đầu nó gồm rất là nhiều thứ. Nó gồm cổ, phuộc, chắn ba, lốp, bi đông, bị chắn cổ. Thì đó, phải coi là thế nào thôi. Chuẩn bị giờ không được. Không thể chạy được. Mình thường đang chạy mà buông tay ra làm gì đó là lật cái liền ha. Cái chuyện này không chấp nhận được ha. Có thể do cái lốp trước cũng kém lắm rồi. Đó, có con gà nhẹ cái lâu hơn. Đúng rồi, thôi được rồi luôn. Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay Nhân đã quay trở lại. Đây là xe của ông anh mình ha. Ông anh chơi với mình hồi sinh viên. Từ hồi sinh viên đại học năm nhất năm 2 còn sinh hoạt câu lạc bộ này kia. Cũng là rất là nhiều kỷ niệm anh em với nhau. Thì hôm nay hỗ trợ anh ấy xử lý lại con này hết ha. Làm tức là bảo dưỡng định kỳ thôi. Cái gì cần làm mình sẽ làm với cái cách là nó chuẩn chỉ kỹ thuật. Về kỹ thuật là khỏi cái bàn rồi. Về anh đã vô tay anh lưu nếu thay để anh lưu rồi không bao giờ mà có vấn đề về kỹ thuật đó. Bây giờ mình sẽ quay cái xe này bị cái gì ha, sẽ để cho anh em làm, tức là mình không có đụng tới, nhưng mà mình sẽ làm vlog cho mọi người coi thôi ha. Thì cũng như để anh Tùng coi trong quá trình mà em kiểm tra cái xe này và thực hiện như thế nào. Em không phải trực tiếp làm, em làm cũng được đấy mà em làm biến làm không làm đâu. Em làm với cái khác thôi. Ok, giờ quay cho anh coi nè. Rồi hiện tại thì bên ngoài sơ sơ hồi nãy em chạy á là em thấy nó có bị cái
để cái tắt máy thì em để idling stop. Thì khi mà em bật lên cái tắt máy lúc mà đang chạy nha, không ra về cái tắt máy bặn lên không nổ thì đợi nổ có đang lăn bánh luôn. Thì đang nghi ngờ là bị cái bộ cảm biến của con idling stop này. Thì phải coi là trong cái xe em với lại trong cái máy cảm biến ở dưới bánh xe sau á, nó liên quan tới cái việc mà dừng tâm thôi. Lốp trước này là rất là cũ rồi. 2018. Cũ quá rồi. Cặp lốp này bắt buộc phải thay, không có để rồi ha. Bây giờ để mình sẽ kiểm tra cái tổng quát trước rồi xài lốp liếc đi thay sao. 2021 đúng không? Ok. Cái vỏ này còn thôi, bye bye đi. Còn mình nói là còn thịt. Còn thịt nhưng mà nó nứt, nhìn sâu nó nứt tầm này thôi, bye bye được rồi. Cái vỏ này giữ lại xài cũng được. Vỏ sau thì thoải mái. Vỏ sau thì có thể là nó du di mình xài tiếp được. Còn vỏ trước là liên quan tới phanh trước. Cái phanh giúp mình giảm tốc trong những tình huống nguy hiểm á, cho nên phải xử lý lại ha. Không có để được. Ghê lắm. Đáng sợ lắm mọi người ạ. À. Đáng sợ lắm. Anh Tùng ạ, à, sếp Tùng ạ. À. 2018. À, nó coi như vỏ là theo xe luôn á, hứa luôn á. 2018 là xe này, 2018 là theo xe rồi. Trời ơi, cái gì nó xét là trời không. Ui, cái ABS nó xét nè. Thua luôn. Có thể là bị do cái này, cái cảm biến đọc không tốt. Nó báo lên cái xe là cái xe đang dừng, cho nên nó tắt máy. Đó thì có thể là cái này, kiểm tra thôi, cái này cũng rẻ tiền không có nhiêu. Dĩa thắng mà bị như vậy thì nó cũng cũng xịn xò lắm đó. Theo cái trend bây giờ là dĩa xét vậy nè. Nó giỡn á. Chụp hình nữa sẽ tổng ơi. Xét cỡ này nè còn gì nữa. Rồi con này thì bộ nồi còn ngon ha. À ốp cho lưng bể nè, bộ bể nè. Rồi bộ nồi con này là còn ngon ha, còn chạy khá là ngon, khá là bốc. Phanh cũng còn khá là ok, phanh trước phanh sau khá là ok. Mà cái cổ lái thì nó kém quá, nó quơ quá. Đó, lốp thì lốp trước kém quá, lốp sau thì còn xài được. Hồi nãy lốp sau là áp suất lốp là để 5kg mấy luôn á, 5kg 8, 5kg 9, gần 6kg á. Chạy thấy tưng tưng quá, mới chạy có chưa được 200m nữa thấy tưng quá, mình xuống lấy cái đo lốp mình đo lại đúng là 5kg mấy, mình xả xuống còn 2,5kg, đúng theo áp suất của hãng. Và chạy êm ha. Thì con xe này phuộc trước phuộc sau còn ok, mặc dù phuộc sau nó hơi xét nè. Cái chân phục nó hơi cái lò xo phục nó hơi xét tí thôi. Còn lại thì ok. Phục Navit ngon mà. Phục sau Navit ngon lắm. Được rồi, mình chạy con này trong giải đua mà ngon lắm. Thắng trước thắng sau hai là thắng này cũng còn ok, không vấn đề gì. Có một cái thắng nó hơi kêu, mình chắc là thắng trước nó kêu nè. Nó xét nó kêu. Để phải kiểm tra. Ê, làm con này được chưa? Tầm khoảng bao lâu nữa cưng? Nó làm gì vậy? Làm nhiều á. Làm gì mới được chứ? Làm cái cả máy, dàn chân, lốp. Rồi dàn thắng. Cái máy là bị vấn đề đó, bị một đống cảm biến đó. Đang là tắt máy, tắt idling stop á, đang chạy tắt ngang. Rồi kiểm tra bộ nồi, tại lâu rồi bảo dưỡng định kỳ thôi. Chấm chấm một tí rồi cái mình đẩy xe vô. Rồi còn chỗ nè. Để coi bơi nổi nữa không? Không nổi thì cứ để từ từ, không gấp. Để quay phim tí đã chứ gì mà. Để coi nó còn hư hỏng gì nó không. Xe này không té. Xe không té là thấy vui vậy đó. Không té là đỡ phải canh ghi đông lại, đỡ mệt. Ok. Nó sẽ Tùng chạy cũng kỹ ha. Nhưng mà có cấn rồi nha. Có khả năng xe này có té. Có té mà có đậu ở đâu đó cấn người ta. Nhưng mà thấy tay ta hắn còn rồi. Chắc là có hy vọng là chưa té. Rồi. Tháng trước còn ngon. Còn căng. Có tiếng kêu à? Có thể do cái cốt này nó kêu hoặc là trong này nó kêu, cái cốt ben mà nó kêu là toang. Còn cái này mà kêu thì còn cứu được, cái này kêu vệ sinh lại thôi. Còn cốt ben mà kêu là phải tháo ra lấy dầu lại tầm lắm á. Mệt. Tháng sau còn được. Tháng sau cái gì nó hơi nặng thôi mà còn sao được. Thì cái này thích thì thay, không thích thì để. Sao? Ra này cũng còn ok, dàn nhựa thì khó lo, dàn nhựa phơi nắng miết rồi, không sao đâu. Mọi thắc mắc anh chị vui lòng gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline hoặc nhắn tin qua fanpage Học viện Âm Cua, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.